Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Còn những đêm nằm ngủ là thấy nhìn bảo mẹ về mà nó thấy mặt mẹ. Chào chị, ước là được nhìn thấy mặt mẹ một lần. Nếu như mà được gặp mẹ thì lời đầu tiên cháu nói là con yêu mẹ nhất. Giọt nước mắt đau khổ của người cha rơi vì bất lực không thể làm gì khi con mình thiếu đi tình thương của mẹ, sống trong căn nhà khó khăn, hầu như là thiếu tất cả mọi thứ. Thu nhập giờ đây chỉ dựa vào việc làm nông của ba em Huỳnh Ni, nhưng làm sao đủ khi anh còn phải nuôi thêm cả ông bà già yếu. Sức khỏe cha ngày càng yếu dần đi, cháu rất sợ cha rời bỏ mình. Cháu có khuyên cha là làm đủ ăn thôi, chứ không làm nhiều làm gì, vì cháu không muốn cha lại rời xa như mẹ đâu. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.